Còn các bạn đừng buồn, nếu như mà có trượt đại học thì các bạn đừng buồn, thì ở bên ngoài còn rất nhiều cánh cửa mở ra và có rất nhiều cơ hội cho các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2021. Mình làm clip này muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn sinh viên hay là học viên của mình và tất cả những bạn trẻ. Mình sẽ tâm sự về cái hành trình mà từ khi mình bắt đầu bước ra bên ngoài xã hội để kiếm đồng tiền cũng như khởi nghiệp cho đến ngày hôm nay. Mình là Nguyễn Văn Tường, mình sinh năm 1992. Quê quán mình sinh ra và lớn lên tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định, một nơi mà miền quê nghèo, một vùng biển. Và cái tuổi thơ của mình khi mà mình còn nhỏ ấy, thì thực sự là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái tệ nạn ở trong làng, trong xóm. Chỉ cần bước ra ngoài thôi đã thấy những cái hình ảnh mà những người mà chơi bời tệ nạn. Ở cái thời điểm mà hồi mình lớp 5, lớp 6 thì cái thời điểm đó là tệ nạn về ma túy rất là nhiều. Thì tất cả những thanh niên ở trong làng ấy thì thực sự là ai cũng rất là nghịch ngợm, rồi là cũng bị ảnh hưởng bởi tệ nạn. Chính bản thân Tường hồi còn trẻ cũng như là cái hồi mới lớn cũng đi theo bạn bè, mình cũng có rất là ham chơi, cũng nói chung là mình rất là ham chơi và mải chơi, cũng có nghịch ngợm đó. Và sau khi mà Tường bắt đầu đi học nghề, từ học nghề năm 15 tuổi thì lúc đó Tường vẫn còn nghịch. Nói chung là hồi đó Tường chưa xác định được là mình sẽ làm gì. Nói chung là anh chị của mình ấy là hướng cho mình đi học nghề cắt tóc. Thì hồi đó là mình chỉ biết đi học cắt tóc thôi, chứ mình không nghĩ là mình đi học cắt tóc này để có một cái nghề để lo cho tương lai. Hồi đó mình chưa nghĩ được đâu. Thì mình học nghề năm 15 tuổi thì mình học được khoảng độ một thời gian ngắn thôi, mấy tháng. Sau đó mình lại vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn lại tiếp tục mình lại học nghề tiếp. Hồi nhà ấy, thì mình học tóc nam. Nên vào Sài Gòn mình lại học thêm tóc nữ. Thì hồi đó mình rất là đam mê nhảy. Rất là đam mê nhảy, thì các bạn có thể thấy những cái clip như thế này. Và mình học được hơn một năm gì đó, mình lại về quê. Về quê thì mình lại tiếp tục với công việc tóc nam. Đấy, nói chung là cái quá trình của mình từ năm mình làm nghề từ năm 15 tuổi đến bây giờ, thì trong cái quá trình đó thì mình có ngắt quãng một vài năm mình đi làm những công việc khác. Có thời gian thì mình làm in ấn, làm xi mạ, làm điện nước, điện thoại, cà phê. Nói chung là mình làm thêm bằng đấy công việc nữa. Thì năm 18 tuổi, năm 19 tuổi mình về quê mình mở cửa hàng. Đây các bạn có thể thấy những hình ảnh cũ của mình đây. Mình mở cửa hàng được 2 năm. Mình mở cửa hàng được 2 năm thì mình lên mình mở cửa hàng được 2 năm thì mình lên Hà Nội. Lý do mình có động lực lên Hà Nội đấy là vợ mình bây giờ, hồi đó là mình đang yêu. Vợ mình bây giờ là hồi đó đang người yêu mình ấy, là ở trên vợ mình ở trên Hà Nội. Làm việc tại Hà Nội mà. Thì đấy là cái động lực lớn nhất để mình lên Hà Nội mình làm. Thì khi mà mình
lên Hà Nội làm ấy thì gặp rất là nhiều khó khăn, thì mình được sự giúp đỡ của hai cô của mình, hai cô là em bố mình, một cô ở Giáp Bát, một cô ở Mỹ Đình. Thì đầu tiên mình lên đây là cô ở Mỹ Đình, là cô em của bố mình bán hải sản, định hướng cho mình lên đây để mình mở cửa hàng. Thì cái thời gian đầu mình lên ấy, thì mình lại ở một nhà cô cũng em bố mình ở Giáp Bát, cô làm quán cơm. Thì mình về đó thì cô chú nâng đỡ, giúp đỡ mình, tạo điều kiện cho mình ở, ăn ở. Tại vì các bạn biết cái cuộc sống mà khi bắt đầu mới lên Hà Nội thì cái việc ăn ở nó rất là quan trọng. Trong khi đó trong người không có một cắc bạc nào, không một đồng tiền nào. Nói thật với các bạn là không có một đồng nào luôn. Thì mình lên nhà cô mình ở, thì cô nuôi mình, tìm việc cho mình đi làm cắt tóc ấy, nhưng mà không ai nhận. Thứ nhất là mình nói mình ở quê lên, tỉnh lẻ, thì thực sự là người ta nhìn mình bằng một ánh mắt khác, chắc chắn luôn. Người ta nhìn mình bằng một cái ánh mắt khác. Tại vì cái lúc đó mình còn rất là trẻ thôi, lúc đó mình mới có 20, 21, mình rất là trẻ. Thứ hai là cái giọng nói của mình là giọng nói tỉnh lẻ là một. Với thứ hai là cái con người của mình nó đang theo kiểu quê, tức là mình nó vụng vụng rồi, là nó ăn nói nó chưa đâu vào đâu cả. Thế thì không ai nhận. Xong cuối cùng mình ở nhà cô chú mình quán cơm đấy ở được khoảng một thời gian đấy, cũng phải ở được thời gian nửa tháng đến một tháng, thì chú mình mới, thì có một cái chị ở hàng xóm đấy cũng làm tóc, mở cửa hàng ở Giáp Nhị, à Giáp đằng sau Kim Đồng, đằng sau cái bến xe Giáp Bát. Thì chú mình xin cho mình vào đó làm, thì mình làm được 1-2 ngày thì chị đó mới ngỏ ý là sẽ, chị thuê cái chỗ này 5 triệu và chị để lại cho mình một góc nhỏ, một cái ghế, một gương, đồ nghề ghế gương của chị hết, chị để lại cho mình 2 triệu góc đó, còn mình làm bao nhiêu mình thu, tại vì cửa hàng nó mới mở mà. Thì mình làm ở đó được 1 tháng chưa hết một hộp dao lam, rất vắng khách. Vắng khách là một, cửa hàng mới mở vắng khách là một, với thứ hai là tay nghề mình còn rất là kém. Lúc đó thì mình cắt, nói chung là mình chỉ biết cắt đơn giản thôi. Nói thật với các bạn luôn này, ở quê cắt khác mà lên Hà Nội cắt khác. Khi mà mình ở quê mình rất tự tin, rất tự tin với tay nghề của mình. Nhưng khi mà mình lên Hà Nội ấy, cái lúc mà mình làm ở nhà chị đó ấy, mình vẫn tự tin, mình vẫn tự tin nha. Xong đến khi mình làm ở đó không được, mình nghỉ ấy, rồi mình đi xin việc. Thì mình đi xin việc cũng nói chung khắp Hà Nội. Cuối cùng là có một cái duyên đó, mình tới làm việc tại một cái cửa hàng đó, mình làm việc tại một cửa hàng Việt Cường ở đường Nguyễn An Ninh. Thực ra lúc khi mà mình gọi điện xin việc ấy, là mình xin việc cái cửa hàng nhà anh Hoàng Long ở đối diện nhà anh Việt Cường. Nhưng mà khi mà mình đi tới nơi ấy, thì mình lại không vào luôn, mà mình ngồi một quán trà đá ở đối diện. Thì mình nhìn sang cái cửa ở nhà anh Cường, thì nhà anh Cường có 2 cửa hàng. Mình xem cái cửa hàng ngoài thì có treo một cái biển là tuyển thợ cắt tóc nam có chỗ ở, mà nhà anh Long lại không có chỗ ở thì phải. Thì mình mới quyết định là mình vào xin việc nhà anh Cường. Thì thực sự là rất là có duyên. Thì mình tới đó làm. Ở đó thì có 2 cửa hàng, gần 20 thợ, các bạn biết, gần 20 thợ. Thì khi mà mình vào đó 2-3 ngày đầu tiên mình vẫn tự tin kinh khủng khiếp. Khi mà mình đến ấy, mình ngồi dưới mình chờ khách. Tại vì làm ở cửa hàng đó là mình phải ngồi mình chờ khách, để mình mời khách, mình đón khách lên cắt. Tại hồi đó mình vào phát là mình làm ở tầng 2, cửa hàng trong. Thì mình ngồi dưới mình nhìn các thợ khác cắt ấy, thì mình còn thấy à, cũng bình thường thôi, có cái gì đâu. Mà mình ở hết cái thời gian đầu ấy, mình ở 1 tuần sau, nửa tháng sau, mình theo dõi những cái kiểu tóc mà các anh thợ đó cắt, mình thấy quá đỉnh cao, giả cua, đầu đinh cua, đầu bằng. Mình phải nói với các bạn là đỉnh của cao luôn, rất là đỉnh cao. Và ở đó cũng có một vài anh rất là nổi bật, ví dụ như anh Dũng Bót, rồi một vài anh nữa mình cũng không nhớ tên lắm, nhưng mà cắt rất là đỉnh cao.
Thì mình lúc lúc này mình mới nhận ra là thực sự là tay nghề mình quá kém. Mình chỉ được lúc đó mình chỉ được cái là mình cạo nét thôi. Mình rất tự tin là mình cạo rất là nét, cạo viền ấy. Tại vì cắt xấu xấu một chút nhưng mà mình cạo nét thì nó cũng kéo lại các bạn. Thì lúc đó mình nhận ra là tay nghề mình quá yếu đi. Các anh cắt những cái đầu bằng lược bo tay nó quá đỉnh cao. Hồi đó mình còn cắt cái lược 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 dài mà, lược đó thì các bạn biết đấy, cắt nó sượng mà nó đâu có cái độ nét đâu. Cái tông đơ đồ nghề các thứ của mình cũng thế, cũng không có chỗ mài giũa cẩn thận. Và mình đã đến đó mình được học hỏi rất là nhiều. Và khi mà mình nhận ra rằng ấy là mình yếu, rất là yếu ấy, thì bắt đầu từ lúc đó mình cố gắng. Thì cũng chủ yếu là phải học lỏm thôi các bạn ạ. Thì thực ra là ở đó các anh cũng không chia sẻ nhiều, mình nói thật luôn là chủ yếu là học lỏm thôi, mình tự bản thân mình cố gắng thôi. Đúng là mình cũng nghiệm ra rằng là khi là mình bước sang một cái môi trường khác và một cái chỗ lớn hơn thì mình mới biết là mình nhỏ bé như thế nào. Khi mà mình làm ở Kim Đồng ấy thì cái chị đấy, chủ quán đấy thì lại không biết cắt tóc nam, mà chỉ có một mình là mình biết cắt tóc nam, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình là vua ở đấy, mình là cắt giỏi nhất ở đấy. Nhưng khi mà mình bước ra bên ngoài, mình vào một cái chỗ lớn hơn và một cái môi trường đẳng cấp hơn thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Thì mình thực sự mình thấy là cái môi trường khi mà chúng ta làm việc ấy nó rất quan trọng. Mình bị ảnh hưởng bởi môi trường, ảnh hưởng ví dụ như tay nghề của các anh ở đấy rất là tốt, rồi là cách sống, rồi là con người của các anh. Thì ở đấy rất nhiều thợ, thì mỗi người thợ sẽ có một cái tính khác nhau, và mỗi người thợ có một tay nghề khác nhau, và mỗi người thợ có một cách sống cũng như một quan điểm khác nhau. Thì Tường rất là may mắn, Tường được học hỏi ở đó rất là nhiều. Thì nói về cái nghề tóc nam thì đó là một cái nơi mà Tường được học hỏi rất nhiều nhất về tay nghề cũng như về cách sống, cũng được học hỏi rất nhiều cũng như về cái cách làm việc, cách quản lý của anh Cường ở đó. Thì thực sự là mình rất cảm ơn các anh ở đó đã làm cho mình có được một cái tay nghề như ngày hôm nay. Thì đấy là cái quá trình của Tường. Và khi Tường rời khỏi Tường làm ở đó được 3 năm thì bắt đầu Tường lấy vợ, Tường cưới người yêu lúc đó đó. Đây các bạn nhìn ảnh. Thì Tường làm đám cưới xong thì hồi trong 3 năm Tường làm đó ấy, thì Tường và người yêu của Tường vào một cái phường dành dụng được 100 triệu. Khi mà Tường rút cái phường đó ra thì được 100 triệu. Thì vốn là 100 triệu thì Tường có rời khỏi cửa hàng đó và thuê một cái mặt bằng ở Mỹ Đình. Thì mình tại cái thời điểm đó là Hà Nội cấm để xe vỉa hè, thì cái việc thuê mặt bằng nó rất là khó. Thực sự ở ngoài mặt đường người ta trả mặt bằng rất là nhiều nhưng mà không dám thuê. Tại vì thời điểm đó là thời điểm cấm vỉa hè. Tại thời điểm đó là các lãnh đạo người ta làm rất là căng. Thì mình với em Đạt Ba Bơ, các bạn có thể thấy đây là một người em mà rất có duyên với mình ngay từ những ngày đầu tiên. Ngay từ những ngày đầu tiên mà mình làm trước khoảng hơn 1 năm 2 năm gì đó Đạt mới tới, không nhớ chính xác. Thì Đạt tới thì lúc đó cũng rất là ngây thơ đó, và hai anh em gặp nhau đúng là một cái duyên. Thì mình kể tiếp, thì hồi đó mình với em Đạt đi tìm mặt bằng quanh Hà Nội không có. Thì bắt đầu mình mới nhớ đến cô mình ở Mỹ Đình, thì mình gọi cho cô. Tại vì khi mà mình lên đây ấy, là do cô tạo động lực cho mình lên. Thì mình tự nhiên mình nhớ đến cô thì mình gọi cô. Thì cô bảo được rồi, để mai cô hỏi nhà cái bà ở gần nhà cô. Thì hôm sau cô gọi lại, cô bảo lên luôn đi. Mình nhờ cô thuê nhà đó, mình không xem nhà luôn. Cô chốt nhà xong, đặt cọc nhà xong, mình xin nghỉ làm chỗ anh Cường, mình xuống đây luôn. Thì cái nhà đó rất là xấu, rất là tệ các bạn ạ. À, nó xấu kinh khủng khiếp, ẩm dột, rồi là nhà nó bẩn thỉu mốc, nó rất là bẩn. Tại vì trước người ta làm cơ khí nhôm kính mà. Sau đó mình về mình đập hết những cái vách tường ra, tại vì nhà đó nếu mà để mà kinh doanh tóc thì nó lại không phải. Tại vì nó là nhà xây ngăn, thế mình vào mình phải đập hết cửa, hết tường ra, coi như là sửa lại rất là tốn kém. Thì hồi đó mình mở cửa hàng đó hết 100 triệu, mình mở có mới đầu mình mở có 2 ghế thôi. Thì mình làm được một thời gian,
Tại vì khi mà mình làm với em Đạt ấy thì thực sự hai anh em rất quý nhau, nó là một cái duyên nợ. Thì hai anh em đã có ý tưởng là mở chung, nhưng mà vì hồi đó em Đạt còn trẻ, gia đình em Đạt cũng chưa đồng ý cho em Đạt khởi nghiệp như vậy, thì Tường ra mở trước. Thì Tường làm một thời gian thì Tường với em Đạt thì nó cũng vẫn như kiểu nào có một cái duyên nợ, thì Đạt lại về làm với Tường. Từ cái hồi mà Tường bắt được khởi nghiệp thì đến bây giờ thì em Đạt là người đã về hỗ trợ Tường và giúp đỡ Tường trong thời gian đầu rất là nhiều, trong cái lúc khó khăn nhất thì em Đạt đã về đây đồng hành cùng mình. Và hai anh em đối với nhau nó đúng kiểu là một cái duyên duyên nợ, xong đến khi mà đến tận bây giờ là hai anh em đã gắn bó với nhau xem là chắc cũng phải 6 7 năm, phải 5 6 năm gì đấy, cũng tầm tầm mình cũng nhớ mang máng như vậy, cũng cũng khá là lâu rồi. Thì đến bây giờ, tận bây giờ thì em Đạt vẫn đang đồng hành cùng mình, vẫn hỗ trợ mình quản lý cửa hàng và quản lý và đào tạo, làm giảng viên đào tạo tại học viên tại Tường Barber Training. Đến ngày hôm nay thì Tường đã có 6 cơ sở và 5 cơ sở ở Hà Nội và một cơ sở ở quê. Cơ sở ở quê là em Trung Phan điều hành. Em Trung Phan là, các bạn có thể xem ảnh, em Trung Phan là học viên đầu tiên của Tường. Thì cái câu chuyện của mình với em Trung Phan thì các bạn có thể gõ lại trên YouTube Trung Phan chia sẻ, thì các bạn có thể thấy em mình với Trung Phan cũng là một cái duyên nợ. Nói chung là anh em đến với nhau đúng là một cái duyên. Và tất cả những anh em thợ hiện tại đang ở cửa hàng Tường, tất cả đến với nhau bởi chữ duyên hết, bởi chữ duyên hết mới đến với nhau. Và rất là tuyệt vời khi mà anh em đến đây thì đều sống theo đúng cái văn hóa của Tường, đó là chân thành, trước tiên là chân thành và phải sống bằng tình cảm các bạn ạ. Tường luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, sống với nhau phải có tình cảm, còn nếu không có tình cảm thì sẽ không sống được lâu dài. Thì đấy là cái văn hóa của Tường, trọng tình cảm, đặt tình cảm lên để chúng ta sống với nhau được lâu dài hơn, và phải chân thành, và công việc là phải đặt lên hàng đầu, phải nhiệt tình đó, phải nhiệt tình, phải chu đáo, phải vui vẻ, hòa đồng và mọi người phải đoàn kết. Đấy là cái văn hóa của Tường, phải chăm chỉ, ngoan ngoãn, và đặc biệt là phải ngoan ngoãn, và đặc biệt là làm một môi trường của Tường là không hút thuốc các bạn ạ. Tại vì sao? Tường bắt đầu biết hút thuốc từ năm lớp 7 và Tường đã nghiện thuốc cho đến lúc mà Tường lấy vợ. Và Tường đã bỏ được cũng 3-4 năm nay rồi. Tường bỏ được 3-4 năm nay và Tường thấy cái điều đó nó vô cùng hại. Chính bản thân Tường cảm nhận thấy là nó vô cùng hại. Khi mà cái người mà có đề kháng tốt ấy, thì rất là nhiều người ví và ông già kia thấy 80-90 tuổi vẫn hút thuốc, vẫn khỏe. Các bạn ơi, 100 người chỉ có một người như vậy thôi. Một người có cái đề kháng tốt và người ta chống chọi lại được. Còn tốt nhất làm nghề tóc là mình khuyên không nên hút thuốc. Thứ nhất là khi chúng ta cạo, chúng ta đặt tay vào đây nó rất là hôi. Và thứ hai, trên cơ thể mình, quần áo mình lúc nào nó cũng có cái mùi hôi của thuốc. Và miệng mình khi giao tiếp nó rất là hôi. Và khi Tường bỏ thuốc, Tường cảm thấy mình khỏe lên. Quần áo mà vợ giặt cho xả cơm pho lúc nào cũng thơm phức. Đó, chân tay mồm miệng lúc nào cũng thơm và đi đâu cũng tự tin. Và đặc biệt nhất là khi mình không hút ấy, thì trong người mình khỏe, thì nó sẽ có một cái tích cực. Khi mà mình khỏe rồi thì người mình lúc nào nó cũng hưng phấn, vui vẻ. Đấy là cái hành trình mà mình vừa chia sẻ cho các bạn. Và khi mà Tường Tường làm cái clip này ấy, Tường có một mong muốn, đó là Tường mong muốn tất cả những các bạn trẻ, mình muốn gửi cái chia sẻ này đến cho tất cả những bạn trẻ sinh viên hoặc là học viên của Tường, hoặc là những cái bạn mà đang chưa có định hướng, hoặc là đang hoang mang, hoặc là đang trong cái tình trạng gọi là không biết phải làm gì, không biết phải như thế nào, thì mình muốn chia sẻ đến các bạn ấy. Đầu tiên là chúng ta phải thực sự là đặt ra câu hỏi là chúng ta sống để làm gì, chúng ta phải sống để làm gì đã, và trách nhiệm
trách nhiệm của chúng ta sinh ra để làm gì. Sau đó bắt đầu chúng ta mới nghĩ là chúng ta phải có một cái nghề để lo cho tương lai. Nghề gì cũng được các bạn nhé, không phải là học cắt tóc của mình, các bạn học nghề gì cũng được. Mình clip này mình dành cho tất cả các bạn trẻ, nghề gì cũng được, miễn sao các bạn trả lời được là các bạn sống để làm gì, trách nhiệm của bạn sinh ra để làm gì, và các bạn học cái này để làm gì. Thì khi bạn đã bước vào rồi thì các bạn phải ham học hỏi. Mình phải xác định luôn là mình đã bắt đầu, mình tính toán lên kế hoạch cho tương lai là mình phải vẽ ra mục tiêu rõ ràng, gạch những cái đầu dòng ra. Tôi năm nay tôi học phải ra nghề, hoặc là năm nay tôi phải đạt được cái này, tôi phải đạt được cái kia. Đừng bao giờ trong tư tưởng là sợ là không làm được. Tại vì mình không biết là mình có làm được hay không, nhưng trong đầu mình nó phải có một cái tư tưởng là mình phải làm được đã. Thì cái trong cái tiềm thức của mình ấy, lúc nào nó cũng nôn nao, lúc nào nó cũng khao khát để mình làm được cái mục tiêu và cái kế hoạch mình đặt ra. Thì tưởng mong là các bạn ấy, đầu tiên là chúng ta phải ngoan đã. Đầu tiên là phải ngoan ngoãn, không chơi bời. Chúng ta phải có một sức khỏe thật tốt, phải rèn luyện sức khỏe mình thật tốt, và chúng mình phải ham học hỏi. Thì đối với cá nhân Tường ấy, thì Tường học ở trên YouTube là nhiều. Thực sự là từ trước đến nay Tường chưa đi tham gia một khóa học nào, và duy nhất Tường chỉ đọc một cuốn sách hoàn chỉnh, đọc trong vòng phải gần một năm mới hết một cuốn sách. Tường cứ đọc một tí, Tường gấp lại, đọc một tí, Tường gấp lại. Và Tường đọc cái cuốn sách đó là của Napoleon II, à, cái gì Napoleon đấy. Đây cuốn sách này. Cuốn sách này thì giờ mình đang đọc, nhưng mà mình đọc của tác giả này, Napoleon Hill gì đấy. Mình đọc cái cuốn sách mà 13 nguyên tắc làm giàu của anh, một anh đồng nghiệp. Đó, một anh đồng nghiệp anh tặng mình. Và mình đọc cuốn sách đó trong cái thời gian mình khởi nghiệp cái cửa hàng đầu tiên ở Mỹ Đình đấy. Thời gian đó mình khởi nghiệp thì thực sự rất khó khăn, kinh hoàng luôn. 2 năm của mình không ngóp lên được. 2 năm đấy của mình không còn là mình, và mình biến thành một con người khác. Tại vì nó quá khó khăn. Cái cuốn sách đó cũng gần 1 năm mình mới đọc hết được. Cực kỳ khó khăn. Mình không biết là phải diễn tả như thế nào, nhưng mình chỉ cần chia sẻ cho bạn như thế này. Sau 2 năm đấy, mình cũng phải rất cảm ơn chính cái khó khăn đấy, chính cái lúc mà mình không ngóp lên được. Lý do thì rất là nhiều, không có tiền, chủ nhà gây khó khăn cho mình. Khi mà kinh doanh ấy, khởi nghiệp, cái chủ nhà không tạo điều kiện thì đấy không còn cái gì để mà kinh doanh nữa. Áp lực tài chính đã không có rồi, rất là áp lực. Thì sau cái khó khăn đấy, tự nhiên mình thành một cái con người khác. Tự nhiên mình cảm thấy là mình chững chạc hơn, mình cảm thấy mình suy nghĩ nó sâu xa hơn. Mình trước khi làm mọi việc gì mình suy nghĩ rất là kỹ, và mình đặt ra câu hỏi tại sao mình lại làm, và mình làm để làm gì, mình sống để làm gì. Cứ tự an ủi bản thân mình trong lòng như vậy rồi cố gắng, cứ tự động viên mình như vậy rồi cố gắng. Hồi đó thì Đạt là người đồng hành cùng mình. Đạt cũng có, Đạt thì không biết là em có hiểu được cái khó khăn sâu sắc như vậy không, thì mình không biết em nó cảm nhận như thế nào. Nhưng Đạt là người hiểu được mình là con người đã thay đổi như thế nào sau 2 năm đấy. Sau 2 năm khởi nghiệp, mình đã trưởng thành và chững chạc hơn trước rất là nhiều, hơn trước nha các bạn nha. Khi mà mình còn đang làm với Đạt ở cái cửa hàng ở Giáp Bát đấy, hai anh em còn làm với nhau hồi đi làm thuê, thì thực sự mình là một cái con người đó, lúc nào nó cũng năng nổ, năng động, rồi lúc nào cũng tưng tửng, người là mát mát, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mà sau 2 năm thì mình đã thay đổi rất là nhiều, trầm hơn, làm một cái việc gì đó tính toán kỹ hơn. Mình rất cảm ơn cái khoảng thời gian khó khăn đấy để mình chắc chắn hơn mọi thứ, làm việc nó kỹ lưỡng hơn, để mà mình duy trì được như ngày hôm nay, để mình vẫn tiếp tục yêu nghề và làm nghề, và mình phát triển hơn so với nghề. Đó, thì đấy là tất cả những câu chuyện của mình. Mong rằng là câu chuyện của mình thì cũng sẽ giúp được các bạn trẻ có cái động lực để cố gắng. Ví dụ như Tường là một người sinh ra ở vùng quê, cũng không phải là
là một cái vùng quê mà nó phát triển, một vùng quê rất là khó khăn tại cái thời điểm mà Tường mới lớn. Thì gia đình Tường ấy thì bố mất sớm, bố Tường mất năm Tường học lớp 4. Và gia đình Tường ấy, một mình mẹ Tường thì nuôi năm anh em. Thì Tường là một cái gia đình rất là khó khăn, là một gia đình rất là khó khăn. Và thì khi mà mình đi học ấy, điều kiện mình cũng không được như các bạn. Thứ nhất là cái điều kiện từ sách vở cho đến quần áo cho đến tiền đóng học, tất cả mọi thứ mình không được bằng các bạn. Kể cả đi chơi với bạn bè, mình cũng không có cái cũng không có tiền để đi chơi. Nhiều khi mình cảm thấy là nó rất là nhục, tủi nhục. Thế nên là mình mới tự động viên mình là phải cố gắng, phải thành công, phải thành công để cho mẹ mình đỡ khổ và chính bản thân mình đỡ khổ. Và mình sẽ làm sao đó để cho con cái mình sau này không phải khổ như mình nữa. Thì mình cũng rất là tự hào khi mà mình sinh ra trong một cái gia đình như vậy. Thì như vậy thì mình mới có ngày hôm nay, như vậy thì mình mới cố gắng. Thì đấy là tất cả cái câu chuyện của mình cho đến tận ngày hôm nay. Thực sự là mình khó khăn nên là không được theo học. Còn nếu như các bạn đang được bố mẹ các bạn lo cho ăn học thì mình mong các bạn hãy tập trung vào hết sức để các bạn học đến nơi đến chốn. Tại vì bây giờ cái kiến thức nó rất là quan trọng. Khi các bạn có học thức, có kiến thức, kể cả sau này các bạn không đỗ đại học, các bạn đi ra ngoài trường đời, các bạn có học thức và kiến thức thì cái tư duy của các bạn rất nhanh nhạy. Các bạn làm cái việc gì các bạn cũng tính toán rất là nhanh nhạy. Còn các bạn đừng buồn nếu như mà có trường đại học, thì các bạn đừng buồn. Thì ở bên ngoài còn rất nhiều cánh cửa mở ra và có rất nhiều cơ hội cho các bạn. Có rất nhiều cơ hội để cho các bạn khởi nghiệp, để cho các bạn bắt đầu một cái hành trình mới cho các bạn. Cuộc sống mà nó đều có quy luật, nó đều có cái quy luật hết. Khi chúng ta phải cố gắng nỗ lực thì chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt. Searching for higher ground, can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. I can fly.